Xin đến đều của con chị các bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay là thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2024 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình với thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay. Tại khu vực miền Tây. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bình Thuận, chú yêu con chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình cái thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số là nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, quý vị các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng nhẹ trở lại. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tăng thật là mạnh trở lại. Cập nhật mới nhất tình hình giá thanh long đầu tiên là tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây. Nó đỏ khu vực miền Tây thì lô 1 dao động ở mức từ 23 đến 24 ngàn. Lô 2 dao động mức từ 18 ngàn, lô 3 dao động mức từ 13 ngàn, lô 4 là từ 8 ngàn. Thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây thì hàng giá dao động từ 4 đến 5 ngàn. Đây là tình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây, giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột trắng, thanh long ruột trắng hiện nay thì hàng đẹp dao động từ 14 đến 15 ngàn. Hàng sàn dao động từ 11.000 đến 13.000, còn hàng giạt thì dao động ở mức từ 4 đến 5.000. Đây là tình giá thanh long ruột trắng tại khu vực miền Tây. Giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột trắng tại khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng khu vực Bình Thuận trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá cũng đang có chiều hướng đang tăng nhẹ. Long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 15.000, 16.000, 17.000. Có sàn thì 13.000, 14.000, 15.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì dao động mức từ 4 đến 5.000. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì lô 1 dao động từ 23 đến 25.000, lô 2 dao động từ 17 đến 18.000, còn lô 3 dao động từ 12 đến 13.000. Nói chung thì giá thanh long đang có chiều hướng đang tăng trở lại. Tạm thời mình xin cập nhật giá buổi sáng, như buổi trưa, buổi chiều có thay đổi thì mình sẽ làm thêm. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc bà con, quý chị, các bạn đều xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ, may mắn và thành công. Xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị con.